Rồi, xin chào tất cả bạn, mình là Tuấn Lang Thang đây. Rồi thì ngày hôm nay mời tất cả các bạn mình quay trở lại nhà vườn của anh Phan Hậu. Đó, thì thời gian qua thì cũng ít quay ở vườn anh Hậu là do là cái công việc của mình sắp xếp mà không có quay giao lưu với nhà vườn được. Thì ngày hôm nay mình quay trở lại với anh Hậu thì có một số cái cây phôi như là khế gân nè, mini giá rẻ. Đó, rồi linh sam, rồi bông trang, những cây cũng thành phẩm có ha, nguyệt quế, nói chung cũng đa dạng chủng loại. Rồi khế gân thì bữa nay có được 3 cây khá là to nè ha. Rồi thì mời các bạn đi vào bên trong để gặp anh Hậu, để anh Hậu giới thiệu chi tiết từng cây cho các bạn mình ha. Thì mời tất cả bạn mình vào bên trong để mình gặp anh Hậu ha. Rồi em chào anh Hậu. Anh Hậu ơi. Chào anh Tấn ơi. Nay nhà vườn Phan Hậu xin kính chào cô chú anh chị trên mọi miền Tây Bắc. Nay nhà vườn bên em có về một số phôi như khế gân, linh sam và trang đỏ nó nhỏ. Rồi cũng đủ chủng loại cho các bạn mình lựa chọn dễ chơi ha. Rồi giá cả thì nhà vườn Phan Hậu thì các bạn có theo dõi kênh thì cũng biết rồi đó. Ở bên anh Hậu là do là nhà vườn nên giao lưu cái giá cũng khá là hợp lý cho anh em mình chơi ha. Rồi thì bây giờ mình tránh làm mất thời gian của các bạn mình. Rồi bây giờ mình đi vào cây đầu tiên là cây số 1 hả anh Hậu? Cây số 1, cây sam 86. Linh sam 86 đã sửa tàn ấm thành phẩm luôn rồi. Đó, chi cốt cành vào cũng rõ nét ha. Cây này dáng là phong tranh hả anh Hậu? Đó, đây chi mâm tàn thì nhà vườn có sửa rồi. Đế đấm thì nó đều hết rồi. Cứ quay cho bạn mình xem hết cái bộ đế đi anh Hậu ơi. Đó, cây này về là chơi Tết được rồi hả anh Hậu? Cái này thì linh sam á thì mình chỉ việc là mình cắt nước cho nó xào cái lá xuống là lên, đợt sau là rụng, cái đợt lá trước là đợt lá sau lên, lá non là lên hoa luôn nha bạn. Rồi thì mình đi vào thông số luôn đi anh Hậu ơi. Hoành thân hoành đo đây là được 18. Hoành thân 18. Chiều cao là 31. Tán ngang là 42. Rồi anh đo tổng cái đế luôn đi anh Hậu ơi, cho bạn mình tham khảo luôn tổng bộ đế nó ha. Tổng đế đây là mình đo được là 43. 43 cho cái hoành đế ha. Rồi cây mã số 1 này giá làm sao đây anh? Cây mã số 1 cho lưu giá là 450.000, bên nhà vườn bên em bao ship. Chỉ có 450.000 ha. Đã có một cái cây linh sam thành phẩm gì ha. Bao phí ship nữa. Rồi thì các bạn nào mà có thích cái cây linh sam này thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại trên màn hình của nhà vườn anh Phan Hậu. Hoặc là có cần hỗ trợ gì thêm thì cứ kết bạn Zalo thì bên nhà vườn sẽ hỗ trợ hình ảnh thêm ha. Rồi lên cây tiếp theo luôn đi anh ơi. Rồi tiếp theo là cây mã số 2 là cây trang đỏ lá nhỏ. Một cây trang đỏ lá nhỏ, cây tàn ấm thành phẩm rồi. Cái này là cắt tỉa chơi ha. Này giờ mình cắt tỉa. Rồi, đang cây cũng là đang bông đây nè. Rồi, cũng có nụ bông. Cây này chắc đây tới Tết thì nó có bông liu 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 mình chơi, chứ rộ thì chắc nó cũng không có rộ. Nó có lầy rai. Gốc đế thì gốc đế quá đẹp bạn ơi. Rồi cứ xây cho bạn mình tham khảo cái đế đi anh Hậu ơi. Đó, đế cũng đều ha. Dáng siêu siêu. Đế khá là đẹp ha. Rồi, mình đi vào thông số luôn đi anh ơi. Hoành eo mình nói cái này là lớp 12. Hoành eo 12. Tổng hoành đế là 30. Được 30 hoành cho cái đế. Chiều cao là 19. Tán ngang là 24. Rồi giá sao luôn anh Hậu ơi? Trang đỏ lá nhỏ mình giao luôn với giá là 350.000. 350.000 ha. Rồi lên cây tiếp theo luôn anh ơi. Tiếp theo là cây nguyệt quế. Một cây nguyệt quế. Cái này là lá sắn bông chùm quá ha. Lá sắn bông chùm. Cây mini để bạn. Có trái nè bạn, trái đang chín đây. Đây. Rồi cây gốc đế cũng tương đối ha, chơi được. Cũng đều đây nè bạn ơi. Rồi cây thuần chậu ha, cốt cành thì anh Hậu đã sửa sẵn rồi, về là chơi liền được rồi. Rồi mình đi vào thông số luôn đi anh Hậu ơi. Chiều cao là 33. Vành đo ngay đây là được 13. Tán ngang là 38. Rồi cây mã số 3, cây nguyệt quế này cho lưu giá là 550.000. 550.000 đã bao gồm phí ship hả anh? Bao chậu luôn. Rồi ship luôn cái chậu luôn hả?
ship chậu luôn. Giá nói chung là cây nguyệt quế gì mà có 550.000 thì giá thật sự là rẻ nha bạn. Đó. Rồi bạn nào có yêu thích, bạn nào có yêu thích cái cây nguyệt quế này thì cứ liên hệ trực tiếp cho nhà vườn anh Phan Hậu ha. Rồi lên cây tiếp theo luôn anh ơi. Rồi tiếp theo là cây linh sam. Này linh sam này là linh sam lá rí của anh. Linh sam lá rí. Sông hình lá rí. Rồi xây một vòng lên thôi. Gốc đế thì cũng khá là đẹp ha. Đó, cây nào cũng có đế đấm hết rồi này. Còn đường thân thì nó co lắc nó sửa từ nhỏ nè. Quá wow, trời cái con. Con này chỉ có sửa từ những cái cây con lên mới được thôi. Những cái nhánh nhỏ các bạn. Rồi mình đi vào thông số luôn thôi ơi. Chiều cao là 30. Ủa anh nói đây là được 17. Tán ngang là 38. Rồi giá cây số 4 sao anh? Giá cây số 4 là 350.000. 350.000 ha. Khá là rẻ luôn nha các bạn. Rồi bạn nào yêu thích cây này cứ liên hệ cho anh Hậu qua số điện thoại trên màn hình nha bạn. Rồi lên cây tiếp theo luôn anh Hậu ơi. Tiếp theo là cũng là cây linh sam, đây là sam siêu bông. Linh sam siêu bông, một cái cây cũng là cái đường thân co quái ha. Đó. Số 5. Dáng bài bài cành nó phóng ra nè các bạn. Đây ha. Đế đấm thì đây, đế có đế hết ha. Giờ còn ủ đế thì chưa có khai thác ra hết nha bạn. Rồi mình đi vào thông số luôn đi anh Hậu ơi. Chiều cao là 30. Hoành là nói bữa nay đây là 15. Tán ngang là 37. Rồi. Cây linh sam siêu bông mã số 5 giao lưu giá là 350.000. Chỉ 350.000 đã bao gồm phí ship cho bạn ha. Đã có một cắt nước và chơi hoa. Rồi đã có một cây linh sam mình chơi được rồi. Rồi lên cây tiếp theo luôn đi anh ơi. Theo là cây trang đỏ mini. Một cây trang đỏ lá nhỏ mini để bàn ha. Cây này đang giống bông nụ rồi. Rồi cây này đây tới Tết thì cũng bông liu luôn bạn ơi. Đó, tàn ấm hiểm mà về cắt tỉa chơi thôi ha. Gốc đế thì đây. Đó, đế cũng đều ha. Rồi mình đi vào cái thông số luôn đi anh Hậu ơi. Hoành eo là 10. Chiều cao là 15. Tán ngang là 16. Rồi cây số 6. Số 6 giao lưu, cây trang đỏ giao lưu giá là 250.000. Chỉ có 250.000. Đã bao gồm phí ship và ship luôn cái chậu ha anh. Ship luôn cái chậu nữa. Rồi lên cây tiếp theo luôn đi anh Hậu ơi. Tiếp theo là sam siêu bông. Cái bông này, cây này là mình về mình một cây linh sam siêu bông thì đã thả tược về anh em mình vô dây nữa là cũng chơi được rồi các bạn ơi. Đó. Thì bán theo giá cây phôi thôi. Vậy anh em mình nói chung tập chơi tập sửa rồi thì cũng khá là ok ha bạn. Rồi mình đi vào thông số luôn đi anh Hậu ơi. Hoành là 21. Chiều ba thì nói cái đây là 16. Cao là 27. Rồi cây mã số 7. Giá sao anh? Giá là 250. Đến sang này mình đồng giá luôn đúng anh. Đồng giá ha. Thì mình bán như là giá cây phôi thôi. Đó, chỉ có 250.000. Rồi bạn nào có thích những cái cây này thì cứ liên hệ cho anh Hậu ha. Rồi lên cây tiếp theo luôn đi anh ơi. Cũng là linh sam siêu bông. Đó, cây nào cây nấy là cái đường thân to quái lắm nha bạn. Rồi chi cốt cành thì về các bạn vô dây là sửa luôn được rồi ha. Rồi mình đi vào thông số luôn đi anh ơi. Cao đôi ngang đi. Cao là 37. Hoành là 20. Rồi mình đối tổng thể gì được anh. Rồi cũng là đồng giá 250.000 ha. Rồi lên cây tiếp theo luôn đi anh ơi. Đây cũng là sam siêu bông. Một cây linh sam siêu bông. Rồi cây này thì nó đặc biệt một cái đường co đây nè bạn ơi. Đó. Đường bẻ từ nhỏ bây giờ nó quyện vô luôn rồi. Quá trời cái cục này nè. Cục đặc ha. Quyện vô quá trời đã luôn. Rồi thì đi vào thông số luôn đi anh Hậu ơi. Mình đo tổng lên luôn ha. Rồi đo tổng cái cũ đó đi. Tổng này là 36. 36 cho nguyên một cái cũ vậy ha bạn. Chiều cao là 27. Rồi cây mã số 9 cũng đồng giá là 250.000. Rồi lên cây tiếp theo luôn đi anh ơi. Đây cũng là cây sam siêu bông. Một cây linh sam siêu bông ha. Số 10. Hiện tại thì cái lô linh sam siêu bông này anh Hậu vẫn còn số lượng ha anh?
chẳng còn xuống đường, Tuấn ơi. Rồi nếu mà các bạn mình mà có giao lưu lấy sỉ về bán lại thì cứ liên hệ cho anh Hậu rồi mình thương lượng cái giá lại ha anh Hậu. Dạ. Số lượng thì bên nhà vườn vẫn còn ha. Rồi đi vào thông số luôn đi anh Hậu ơi. Hoành là nói là được 16. 16 hoành. Chiều cao là 28. Rồi cũng đồng giá 250.000. Rồi lên cây tiếp theo luôn anh ơi. Rồi tiếp theo cũng là cây linh sam siêu bông. Rồi một cây linh sam siêu bông dán bài. Nếu mà anh em mình thích chơi dán đổ thì gạch cái ngọn đổ xuống nữa. Đó. Rồi tùy theo cái định hướng anh em mình về chơi ha. Rồi quay một vòng rồi đo cái thông số luôn đi anh ơi. Nói tại vị trí này là 18 hoành. Chiều bay nó ra là được 15. Rồi cũng là 250.000. Vậy anh em mình vô dây sửa là chơi ok ha. Rồi lên đại diện bao nhiêu cây đó đi rồi, lên cây tiếp theo luôn đi anh Hậu ơi. Tiếp theo là thôi, khế gân. Rồi tới khế gân. Khế gân Bình Tân Vĩnh Long ha các bạn. Nó cái đường thân đây nè. Nó gân gút gì đây nè. Cây này khá là to ha. Dạ cây lắm rồi. Dạ nói chung các bạn đây nè, để quay kỹ cho các bạn coi nguyên một cái đường cây nè. Cái gân nó chỉ là nó già nó mới lên được cái gân guốc cái kiểu này ha. Quá trời gân. Đặc biệt là cây này đế đấm cũng tương đối là đều. Nó cân đồng với cái bộ thân cây ha. Chung là cây này về anh em chơi cây phong cao trực vân nhân là đúng bài luôn á. Rồi mình đi vào thông số luôn đi anh Hậu ơi. Chiều cao là tạo 86 cho chiều cao ha. Hoành đo tại vị trí này là 31 bình thường ơi. Hoành 31. 31 hoành ha. Tổng đế cái luôn đi anh. Tổng đế là 61. 61 cho tổng cái đế ha. Đường kính bầu là 29. Rồi, rồi cây khế gân này giá làm sao đây anh Hậu? Khế gân mã C1 giao lưu với giá là 1 triệu bao ship anh Tấn ơi. Ồ, chỉ có 1 triệu thôi ha anh. À, nếu mà khế gân mà cái cây này mà giá 1 triệu là khá là rẻ ha. Ồ cây này nuôi định hướng này nuôi cũng phải mấy năm ha. Quá trời chứ. Chỉ 1 triệu cho cái cây khế gân như vậy ha. Rồi lên cây tiếp theo luôn anh Hậu ơi. Một cây khế gân mã số C2 nha các bạn. Rồi các bạn xem thì nhớ chú ý cái mã số cây ha. Rồi để liên hệ cho nó chính xác cây với bên nhà vườn ha. Đây cũng là một cái cây già, cây cũng dáng phong cao ha các bạn. Quá trời già cây. Gần guốc lên nù nặn hết trơn các bạn ơi. Rồi mình đi vào thông số luôn đi anh Hậu ơi. Chiều cao là 49. 49 cho chiều cao. Mình thăng ở đây là 32. Ổng đế mình đo đây là 72. 72. Có dư nha bạn. Là 33. Rồi cây C2 này giá làm sao đây anh Hậu? C2 giao lưu giá là 750.000. Chỉ có 750.000. Cây này đi phí ship cũng khá cao ha. Cái bầu cũng to. Rồi lên cây tiếp theo luôn anh ơi. Cũng là một cây khế gân. Một cây phong cao ha. Đó nó còn mấy cái cốt vậy nè. Đây, già dặn ha. Cũng là một cây phong cao. Những cây này mình chơi trực dân nhân, trực tàn rớt đồ đó. Rồi nói chung thì tùy anh em về mình giao lưu về mình còn định hướng thêm ha. Đế thì rễ đế nó cũng tương đối là đều. Đều bạn ơi, 24 giờ hết, mặt nào cũng đế, có đế hết ha, không có bị trống ha. Rồi mình đi vào thông số luôn đi anh Hậu ơi. Chiều cao là 76. 76 cho tổng chiều cao. Hoành là 33. Hoành thân 33 ha. Kính bầu là 26. Rồi giá luôn anh ơi. Giá cây C3 là 750.000. À, chỉ có 750.000 cho một cây khế gân như vậy ha. Cây này nếu mà ship đi thì chắc cũng chi phí ship chắc cũng cao anh Hậu. Phí ship hiện tại vẫn cao. Rồi cái cây này thì theo như nếu mà mình ship đi chắc là phải kéo cái này lên anh bó nó mới dễ quá anh Hậu. Dạ đúng rồi. Thì nói chung mình nói trước để cho anh em mình biết trước ha, để sau này nó sao không để nguyên mà ship đi ha. Rồi thì mình lên cây tiếp theo luôn đi anh ơi.
một cây khí gân mini. Số C4. Rồi về cho anh em mình nuôi đào tạo thêm ha, hoặc là anh em chơi cây mini. Rồi đi vào thông số luôn đi anh ơi. Cây nhỏ nhưng mà cho cũng được mấy đợt trái. Già cây. Mấy cây này già có trái hết rồi ha. Hoành là 20. Chiều cao là 30. Đường kính bầu là 21. Cây C4 giao lưu với giá là 350.000. 350.000. Đã bao gồm phí ship cho bạn mình ha. Rồi lên tiếp theo luôn anh ơi. Đây là số cây C5. Cũng là phôi khế gân. Một cây phôi khế gân nữa ha. Đây, nó bắt đầu là nó già đó, nó chuẩn bị lên cái dàn nu đây nè ha. Đó, lên gần gút hết trơn rồi. Rồi đi vào thông số luôn đi anh Hậu ơi. Chiều cao là 50. Hoành thân là 20. Rồi, cây mã số C5 ha. Giá sao anh? C5 cũng là 350.000. 350.000, đã bao gồm phí ship ha. Rồi, lên tiếp theo luôn. Tiếp theo là mã cây C6. Cây C6, một cây phong cao nữa ha các bạn. Những cây này mini giá rẻ ha. Đây nè, cây nó đang bông nè. Thì hãy ra bông ra trái rồi bạn ơi. Bên đây hình như là đậu trái luôn rồi nè. Đây. Đó. Dòng khế gân này thì nói chung là nó cũng là siêu trái các bạn. Trái dữ thần lắm. Rồi, đi vào thông số luôn đi anh Hậu ơi. Chiều cao là 57. Hoành là 18. Rồi, cây mã số C6 giao lưu với giá là 300.000. 300.000 thôi ha anh. 300.000. Rồi, quá rẻ bạn ơi. Cái này mình ít khi nào mà mình nói cây là nó mắc dưới rẻ, nhưng mà thật sự là giá này là giá của nhà vườn luôn rồi. Đó. Cũng khó là có ở đâu mà bán mà cái giá nó mềm mại mà dễ chịu như ở nhà vườn ha. Rồi mình đi vào thông số của cây này là mã số mấy anh? C7 ha. Rồi đi vào thông số luôn đi anh Hậu ơi. Chiều cao là 46. Hoành thân là 21. Cây C7 cho lưu giá là 350.000. 350.000 thôi ha. Đây này cây tàn rớt, đánh nhăn cũng đẹp. Rồi, đánh cây tàn rớt. Rồi lên cây tiếp theo luôn anh Hậu ơi. C8 cũng là một cây phong cao, anh em nào muốn chơi lùng thì về tán lùng chịu khó nuôi lại ha. Đế đấm thì đây nè, chưa khai thác hết nhưng mà đây có cái chân đế luôn nè. Đế của cây này cũng khá là đều ha, có chân đế hết, tại vì chưa có khai thác hết để giữ bầu cho cây nó khỏe bạn ơi. Rồi mình đi vào thông số luôn đi anh ơi. Chiều cao là 42. Mình là 19. Rồi cây C8 cho lưu giá là cũng là 350.000. 350.000 đã bao gồm phí ship cho bạn mình ha. Rồi lên cây tiếp theo luôn đi anh ơi. C9 cũng là khế gân. Khế gân Bình Tân Vĩnh Long ha. Rồi xây một vòng rồi báo thông số luôn anh ơi. Chiều cao là 44. Hoành là 18. Hoành thân 18. Rồi giá luôn anh ơi. C9 giá cũng là 350.000. 350.000. Rồi tiếp theo cũng là một cây khế gân ha. Cây này cái dáng nó mình có thể là chơi cây mẫu tử được nha các bạn. Đây nếu mà cái định hướng ha, theo mình góp ý, cái định hướng thì chơi cây tử thì các bạn cắt xuống đây nè, quýnh cây tử ở dưới cây mẫu nè, đúng nè. Cái đường cong thì đúng là cái dáng mẫu tử luôn đó. Rồi mình đi vào thông số luôn anh Hậu ơi. Chiều cao là 49. Mình là tổng hai thân luôn đó. Rồi ra tổng hai thân luôn đi. Tổng hai thân là 27. 27 cho tổng cái bệ. Rồi cây C10 giao lưu với giá là 400.000. 400.000. Đó, một cây này cái dáng khá là hay ha bạn. Rồi lên cây tiếp theo luôn đi anh. Rồi cây C11. C11 cũng là khế gân luôn. Rồi mình xây một vòng rồi báo thông số luôn đi anh ơi. Đế chưa có khai thác nha bạn. Thông số chiều cao là 39. Hoành là 19. Rồi giá luôn anh ơi. Giá là 350. 350.000 đã bao gồm phí ship cho bạn mình ha. Rồi lên cây tiếp theo luôn anh Hậu ơi. Ồ, một cây giáng bài ha.
C12. Dán bài. Bài. Rất là đã ha. Hạ xuống chơi dán bài. Nói chung cây này thì có nhiều định hướng để mình chơi lắm mọi người. Đó. Rồi mình đi vào thông số luôn đi anh Hậu ơi. Chiều bay của cây đó là 48. Hoành đo cây đây là được 15. Rồi đo tổng hai cái bể đó luôn đi anh Hậu. Cho các bạn mình tham khảo luôn ha. Tổng hai bể là 25. 25. Rồi cây này. Còn giá sao? Cây này giao lưu với giá là 300 ngàn. 300 ngàn. Đã C12. Bao gồm phí ship luôn. Rồi lên cây tiếp theo luôn đi anh ơi. Là cây C13, một cây phong cao ha. Rồi anh Hậu có chừa cái cành đó về anh em mình quýnh cái cành rớt ha. Rồi quay một vòng rồi báo thông số luôn đi anh ơi. C13 ha, một cây khế gân Bình Tân Vĩnh Long. Chiều cao là 49. Hoành thân là 18. Rồi cây C13 cho đuối giá là 350 ngàn. 350 ngàn ha. Cây này ship đi đóng hơi bị khó à. Cái cành bay này nè. Đó, cây này hơi cồng kềnh ha. Rồi lên cây tiếp theo luôn anh ơi. Một cây khế gân. Cây này thì một cốt lên được hai thân. Dáng cũng là dáng siêu siêu nữa nè các bạn. Đế cây này đều nha. Đây xoay một vòng đi anh Hậu ơi. Chặt bá luôn. Để đế mặt nào cũng có ha. Rồi mình đi vào cái thông số luôn đi anh ơi. Chiều cao là 50. Rồi tổng hai tăng là 23. Rồi cây C14 giao lưu cũng với giá là 350 ngàn. 350 ngàn thôi ha. Cây này khá to. Rồi lên cây tiếp theo luôn thôi. Rồi tiếp theo là mã số C15. C15 cũng là khế gân luôn ha. Hiện tại thì nhà vườn của anh Hậu khế gân, số lượng thì cũng còn nhiều ha, cây to, cây nhỏ đủ tầm giá. Rồi các bạn nào mà có giao lưu sỉ hay là cần cái gì thêm thì cứ liên hệ trực tiếp, anh Hậu sẽ hỗ trợ thêm ha. Rồi mình đi vào thông số của cây này luôn đi anh Hậu ơi. Chiều cao là 49. Hoành to cây này là được 20. Rồi giá luôn anh ơi. Rồi cây này giao lưu giá là 350 ngàn. 350 ngàn. Quá rẻ ha bạn. Rồi lên cây tiếp theo luôn nè. Rồi tiếp theo cũng là phôi khế gân. Cây mã số 16. Hết chưa anh? À còn nữa ha. Rồi. C16. Cũng là một cây phong cao ha. Phong cao tàn rớt. Nói chung là về anh em mình có nhiều cái định hướng chơi lắm. Muốn chơi lùng thì cắt xuống rồi mình chịu khó mình nuôi lại ha. Rồi đi vào thông số luôn đi anh. Chiều cao là 53. Hoành là 16. 16 hoành. Rồi cây này giá sao? C16 vô lưu giá là 300 ngàn. 300 ngàn. Rồi anh em nào muốn nuôi lại thì lấy những cái phôi này rẻ ha, mình nuôi cây lớn lại cũng được nữa. Rồi tiếp theo là cây mã số 17. C17 nha bạn. Đó, cây này đế đấm đây. Lại gần cho bạn coi, đế nó cũng đều hết trơn bạn ơi. Đây cứ xây đi nào. Nó chừng đế mặt nào cũng có ha. Cây này cũng không có bị chống vách đế ha. Rồi đi vào thông số luôn đi anh ơi. Cao đoạn này là 50. Hoành là 20. Rồi cây người giao lưu giá là 350 ngàn. 350 ngàn cho cây mã số C17 ha. Rồi lên cây tiếp theo luôn đi anh ơi. Cây mã số C18 thì cũng là cây túi trong clip ngày hôm nay. À cây 18 ha. C18 khế gân luôn. Rồi báo thông số luôn đi anh Hậu ơi. Hoành là 24. Chiều cao là 28. Rồi cây này giá sao luôn? C18 cũng là 350 ngàn. Rồi thì cây 18 này cũng là cây cuối cùng của clip ngày hôm nay ha anh Hậu. Rồi thì mình cũng cảm ơn tất cả các bạn mình đã theo dõi cái video clip của nhà vườn anh Phan Hậu ngày hôm nay. Thì thay mặt nhà vườn cũng rất mong là được sự ủng hộ của tất cả các bạn dành cho nhà vườn ha. Mọi chi tiết thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp qua cho anh Hậu qua số điện thoại trên màn hình cũng là Zalo và Facebook của anh Hậu ha. Rồi thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn.